Chào các bạn, ngày hôm nay thì Như sẽ chia sẻ cho các bạn về một chủ đề, đó là bổ sung năng lượng trước khi tập. Thì thật ra cái việc mà bổ sung năng lượng trước khi tập rất là quan trọng luôn, và như thế rất là nhiều bạn coi thường và bỏ qua các bữa ăn trước khi tập. Và thường thì các bạn rất là hay để bụng đói và tới phòng tập để tập luyện thôi. Thì thật ra cái điều này á, nó rất là nguy hiểm, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới kết quả tập luyện của các bạn, cũng rất là dễ gây chấn thương nè, dễ bị dị hóa cơ bắp. Bởi vì trước khi tập mà mình không bổ sung carb và protein á, thì cơ thể của mình nó sẽ không có năng lượng để mình có thể hoàn thành một buổi tập của mình hiệu quả được. Vì vậy nên hôm nay á, Như sẽ chia sẻ cho các bạn một cái sản phẩm, là sản phẩm gọi là pre-workout. Đó là một cái sản phẩm hỗ trợ trước khi tập luyện. Thì các bạn sẽ sử dụng cái pre-workout này trước khi tập từ 30 tới 60 phút. Nó sẽ giúp mình mà có thêm sức mạnh để tập luyện, có thêm năng lượng để tập luyện hiệu quả và tập trung hơn, và đồng thời tránh cái trường hợp là mình cảm thấy bị mệt lả khi mà mình đang tập giữa chừng. Thì thật ra khi mà nói về một cái sản phẩm pre-workout á, thì nó sẽ có ba cái nhóm thành phần mà các bạn cần phải quan tâm tới. Thứ nhất chính là cái nhóm thành phần giúp tăng cái năng lượng và độ tập trung, thì đó là sản phẩm, cái thành phần là caffeine và tyrosine. Đó là hai thành phần quan trọng nhất. Và cái thứ hai là nhóm thành phần giúp tăng sức mạnh trong quá trình tập luyện, thì chắc chắn là không thể bỏ qua thành phần creatine và taurine. Và cái nhóm cuối cùng chính là nhóm giúp các bạn tăng sức bền trong quá trình mình tập luyện, đó là beta-alanin. Thì thật ra nếu các bạn lựa chọn cái sản phẩm pre-workout thì mình luôn luôn phải tìm xem trong cái bản thành phần dinh dưỡng nó có ba nhóm thành phần này hay không. Nếu mà nó có đầy đủ ba nhóm thành phần này thì đây được xem là một cái sản phẩm pre-workout rất là chất lượng và rất là đáng để bạn sử dụng đó. Vậy thì thật ra ai là những cái người mà cần sử dụng pre-workout? Thì ở đây sẽ như nghĩ là sẽ có bốn nhóm người rất là cần sử dụng sản phẩm pre-workout. Thứ nhất, nếu là một bạn là một người mà hay phải thức khuya làm việc nè, mà bạn lại phải mà thường là lựa chọn là sẽ tập thể dục vào buổi sáng, thì các bạn nên có một cái sản phẩm pre-workout mình sử dụng. Bởi vì qua một đêm mình làm việc khuya thì buổi sáng thức dậy cơ thể của mình bị thiếu năng lượng, mà nếu mình ăn một bữa ăn quá nhiều thức ăn đi thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy bị đầy bụng và khó mình phải chờ một thời gian để tiêu hóa, thì nó sẽ đầy bụng khó tiêu và mình sẽ khó mà mình đi vào mình tập ngay được. Trong khi đó nếu mà các bạn ăn một bữa ăn nhẹ và mình sử dụng một muỗng pre-workout thì nó sẽ giúp mình tăng cái độ tập trung và năng lượng, giúp mình tập luyện buổi sáng rất tốt. Cái nhóm thứ hai là những người nào mà bạn đi làm nguyên một ngày và bạn chọn cái thời gian tập luyện là vào buổi tối sau khi mình đi làm về, thì cái thời gian đó là bạn đã đi làm nguyên một ngày rồi, mình cũng sẽ bị mất đi rất là nhiều năng lượng và thường mình sẽ cảm thấy thiếu tập trung và tỉnh táo trong quá trình mình tập luyện, thì lúc đó pre-workout cũng sẽ rất là phù hợp cho các bạn luôn. Và nhóm thứ ba là các bạn nào mà lần đầu tiên mình mới tập á, mình thường cảm thấy mệt mỏi, không có được tập trung khi tập luyện và mình thường bị mệt lả giữa chừng, thì pre-workout cũng là sản phẩm dành cho bạn. Và nhóm cuối cùng là nếu bạn đã tập luyện chuyên nghiệp rồi nhưng mà bạn muốn nâng cái mức tạ nặng hơn, muốn kéo dài thời gian tập luyện của mình dài hơn, thì cái pre-workout cũng chính là sản phẩm dành cho bạn luôn. Thì như nghĩ đa số các bạn dù là mới tập nạc newbie hoặc là một người đã tập chuyên nghiệp rồi thì pre-workout đều là một cái sản phẩm mà không thể thiếu đối với bạn đó. Thì đó là do vì sao mà ngày hôm nay Như sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái sản phẩm pre-workout mà Như rất là tâm đắc, đó là sản phẩm pre-range của thương hiệu Elite Lab. Thì nói về cái thương hiệu Elite Lab USA này thì nó là một thương hiệu thực phẩm bổ sung khá là nổi tiếng của Mỹ, với lịch sử của nó hơn 20 năm trong ngành lĩnh vực thực phẩm bổ sung dinh dưỡng thể thao rồi, cho nên về uy tín thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về nó rồi đó. Và khi mà nhìn vào trong cái bảng thành phần dinh dưỡng thì lúc nãy Như có nói với mọi người đó, có ba nhóm thành phần dinh dưỡng, thì trong cái sản phẩm này nó có cả ba nhóm thành phần dinh dưỡng này luôn. Thì bây giờ mình sẽ phân tích về bảng thành phần dinh dưỡng này nha. Đầu tiên là cái nhóm thành phần là caffeine, thì nó có tới 162mg caffeine nè, và cái thành phần tyrosine thì nó có tới 420mg tyrosine. Thì hai cái nhóm thành phần này rất tốt để giúp bạn tăng năng lượng và tăng sự tập trung trong quá trình mình tập luyện. Và cái thứ hai là nhóm tăng sức mạnh là nó có tới 640mg creatine, và taurine là có tới 127mg taurine, thì giúp các bạn tăng sức mạnh, giúp mình có năng lượng để tập luyện hơn, nâng tạ nặng hơn. Và đặc biệt cái thành phần taurine này á, nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho sức khỏe hệ thần kinh của mình và giúp mình giảm stress cũng như là giảm mệt mỏi trong quá trình mình tập luyện. Và cái nhóm cuối cùng lúc nãy Như cũng có chia sẻ với các bạn, đó chính là beta-alanin. Thì sản phẩm này nó có hàm lượng beta-alanin rất là cao, là tới 2000mg, thì nó sẽ giúp bạn tăng sức bền trong quá trình mình tập luyện tốt hơn. Thì mình nhìn qua về bản thành phần dinh dưỡng thì thật sự rất là hài lòng về bản thành phần dinh dưỡng đã có đầy đủ cả ba nhóm thành phần này rồi đó. Và cuối cùng thì cái sản phẩm này nó còn có thêm là chiết xuất từ hạt quả nho nè,
và chiết xuất từ hạt tiêu đen thì nó sẽ hỗ trợ bảo vệ xương khớp của mình nữa. Thì như thấy nhìn hết về tổng quan về dinh dưỡng thì cái sản phẩm này hầu như là nó có đầy đủ tất cả các thành phần dinh dưỡng rất là tốt cho một cái bữa ăn trước khi tập của các bạn. Tất nhiên là chúng ta không thay thế sản phẩm này bằng bữa ăn trước khi tập, nhưng bạn chỉ cần ăn một cái bữa ăn nhẹ trước khi tập và sau đó uống một muỗng pre-workout thì nó đã có thể giúp bạn tăng cái độ tập trung nè, tăng sức mạnh và cho mình một cái buổi tập thật sự hiệu quả rồi đó. Thì cái sản phẩm này thì nó chỉ có một size duy nhất này thôi, và một size này thì của nó là nó sẽ có 40 serving, thì một ngày bạn sử dụng một muỗng trước khi tập thôi thì mình sử dụng được cỡ 40 ngày. Và cái loại này thì nó sẽ có vị dưa hấu và vị chanh. Riêng với cá nhân như thì mình thấy vị dưa hấu mình rất là dễ uống, rất là ngon luôn. Các bạn có thể chỉ cần pha trực tiếp, bỏ một cái muỗng vào trong mình lắc với cỡ 300ml nước là mình đã có một cái thức uống rất là ngon trước khi tập rồi đó. Thì như mong tất cả những cái thông tin vừa rồi như chia sẻ cho các bạn sẽ giúp các bạn lựa chọn được cho mình một cái sản phẩm pre-workout thật sự tốt cho mình nha. Tạm biệt các bạn.